hào hứng để trao đổi với tất cả các anh chị một cái chủ đề nóng trong thời gian vừa qua. Thì tôi cũng rất thích cái câu tiêu đề mà ban tổ chức đưa ra, đó là từ thiện, từ tâm và tầm. À, hai cái chữ này hầu như là nó nói lên tất cả. Tôi đã từng đi một số nước và cũng gặp một số những cái người mà làm từ thiện nổi tiếng ở bên Mỹ, bên Tây Ban Nha. Thì tôi còn nhớ hoài có một cái ông là chủ tịch của một cái quỹ từ thiện ở bên Tây Ban Nha. Ông nói như thế này, ông nói làm từ thiện đó thì cần phải có một cái trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Điều này nghĩa là cái gì? Như vậy trái tim chúng ta đang nói tới cái thái độ, nói tới cái đạo đức, đúng không? Và cái đầu lạnh tức là đang nói gì? Nói về kiến thức, về kỹ năng, về sự hiểu biết. Đã. Còn nếu mà vì trái tim mà nóng mà cái đầu cũng nóng quá, chúng ta cảm tính quá, đôi khi chúng ta sẽ làm tưởng là nó tốt nhưng mà nó là không tốt. Thế giờ chúng ta thử xem các cái tổ chức quốc tế, các tổ chức từ thiện nổi tiếng thì thông thường họ sẽ làm như thế nào, nó mang cái tính chuyên nghiệp như thế nào. Thì trên thế giới họ phân ra các cái loại hình tổ chức từ thiện như thế này anh chị. Một là loại hình tổ chức từ thiện nhân đạo, tức là họ chỉ làm về từ thiện nhân đạo, cung cấp về cơ sở vật chất, nói chung là cung cấp về vật chất và tiền bạc để giúp đỡ trong những cái hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, giống như Việt Nam chúng ta thường thấy là thiên tai lũ lụt, bị tai nạn, bị bệnh tật, vân vân. Đó thì các cái tổ chức từ thiện nhân đạo nó rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Chắc tôi nói tổ chức này anh chị sẽ nhớ, sẽ biết ngay, đó là tổ chức Operation Smile, tức là tổ chức phẫu thuật nụ cười trẻ em. Thì đây chính là một tổ chức từ thiện nhân đạo, bởi vì phẫu thuật cho những em bị hở hàm ếch, bị sứt môi đó, để cho giúp cho các em nó trở lại cuộc sống bình thường. Thì đây chính là một tổ chức từ thiện nhân đạo. Cái loại hình thứ hai đó là tổ chức nó nghiêng về phát triển anh chị, nó gọi là tổ chức phát triển nha. Như vậy tổ chức phát triển nó khác tổ chức từ thiện nhân tạo chỗ nào? Tổ chức phát triển á, thì thông thường nó làm một cái dự án dài hơi 2 năm, 3 năm, 5 năm, và thậm chí có những dự án 10 năm, để họ phát triển một cái vùng nghèo khó, họ phát triển cho một cái xã, một cái huyện. Ví dụ như anh chị có nghe tổ chức Save the Children đã ở làm ở rất nhiều tỉnh thành ở Việt Nam, hỗ trợ cho trẻ em, thì không chỉ phát học bổng đâu mà họ hỗ trợ về kỹ năng sống, về sinh kế, về hướng nghiệp, về tham vấn học đường. Đó thì cái dạng như vậy nó gọi là tổ chức làm công tác phát triển, hay tổ chức Plan, hay là tổ chức Oxfam. Thì đây là những tổ chức đều có mặt ở Việt Nam, tổ chức quốc tế họ chuyên làm về lĩnh vực phát triển. Thì nói một cách dễ hiểu là làm dài hạn, và họ nhắm để thay đổi phần mềm của con người của một cái vùng nào đấy, chứ không chỉ là cung cấp tiền và cơ sở vật chất. Và cái loại thứ ba trên thế giới nó tồn tại đó anh chị, là tổ chức vừa làm từ thiện vừa làm phát triển, tức là họ phối cả hai, cũng giống như chúng ta vừa bán nước ngọt mà vừa bán nước uống mà vừa bán bánh xì nách vậy đó. Rồi thì tổ chức từ thiện phát triển mà tôi hay cộng tác, ví dụ tổ chức SNS rất là nổi tiếng ở Việt Nam chị, của Mỹ, tổ chức World Vision, hay là tổ chức Sài Gòn Children Charity. Thì đây là tổ chức họ vừa cứu trợ nhân đạo nhé, và họ vừa làm các dự án phát triển. Thì đấy chính là tôi giới thiệu đến chị hình dung những cái tổ chức chuyên nghiệp thì họ làm như thế nào, và để mà làm chuyên nghiệp thì người ta thường làm như thế nào. Thông thường nhé, cơ bản là có 4 bước. Bước thứ nhất, để giúp một cái cộng đồng nào đấy hay là giúp một cái tỉnh thành nào đấy, thì đầu tiên họ phải xác định vấn đề, hay chúng ta còn hiểu là gọi là xác định nhu cầu. Tôi ví dụ như là hiện nay miền Trung là có Quảng Bình, có Thừa Thiên Huế, hay là có Nghệ An, Hà Tĩnh vân vân đang bão lũ. Như vậy giờ xác định vấn đề là phải xem là bao nhiêu hộ có khả năng họ bị ảnh hưởng, trong những hộ đó hộ nào thì cần phải có tôn để lập nhà, hộ nào thì cần phải có công ăn việc làm, hộ nào cần phải hỗ trợ về y tế, hộ nào cần phải hỗ trợ về giáo dục. Tức là họ phân loại ra, sau khi họ khảo sát thì lúc đó mình gọi là xác định vấn đề. Sau khi xác định vấn đề rồi, bước thứ hai là xây dựng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch đó là mình lên một cái kế hoạch là giúp cho bao nhiêu hộ và giúp bằng cái gì. Và khi xây dựng kế hoạch này, chúng ta dự định là sẽ vận động bao nhiêu tiền. Cái này vô cùng quan trọng đây. Đấy. Chúng ta biết là chúng ta giúp đỡ cho 5 tỉnh, chúng ta đã khảo sát rồi, và mỗi tỉnh sẽ cần 1 tỷ. Như vậy chúng ta lên kế hoạch là chỉ vận động đúng 5 tỷ mà thôi. Đây, lúc này là xây dựng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch rồi, bắt đầu chúng ta mới thực hiện cái kế hoạch đó, tức là chúng ta mới triển khai cái kế hoạch vận động tiền. Vậy khi mà số tiền người ta vận động trong thời gian 3 tháng, 4 tháng gì đấy, và khi đủ 5 tỷ, đúng kế hoạch rồi, người ta đóng sổ, không vận động nữa. Còn nếu không có kế hoạch thì cứ thấy tiền vô, ai không mê? Tôi thấy tiền vô tôi cũng mê vậy. Nó lên 7 tỷ, nó lên 10 tỷ, nó lên 100 tỷ, trời ơi sướng quá.
vô cùng nguy hiểm. Lúc này nó vượt quá cái khả năng của cái mình. Thì ở đây là vừa rồi mấy nghệ sĩ của chúng ta đang gặp cái vấn đề này đây. Rồi, sau khi có tiền rồi, bây giờ thực hiện kế hoạch là liên lạc với chính quyền địa phương ở các cái tỉnh đấy. Thì ở đây cụ thể chúng ta làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng ta cũng có thể làm việc với Lao động Thương binh Xã hội, chúng ta cũng có thể làm việc với Đoàn Thanh niên, với Hội Phụ nữ, vân vân. Tức là những cái cơ quan mà họ làm việc sát ngay cộng đồng. Rồi chúng ta phối hợp với họ để chúng ta hỗ trợ thuyền, con giống, hay hỗ trợ tiền, hay chở tôm để lợp nhà, vân vân. Đó là thực hiện cái kế hoạch đấy, và luôn luôn thực hiện kế hoạch là phải thực hiện song song với chính quyền địa phương, với người dân ở đó chứ. Tại vì mình từ một cái nơi khác mình tới đó mình biết cái gì mà mình thực hiện, cho nên mình phải phối hợp với họ thực hiện. Thì khi mình phối hợp với họ thực hiện, khi mình rút đi rồi á thì họ mới biết cách họ làm. Còn mình tới đó mình phát 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 phát, khi mình rút đi rồi thì sau này ai phát nữa đấy. Cái này là chính là cái cách làm mà nó chưa được chính xác, nó còn nghiệp dư. Rồi đến bước thứ tư, đó là bước cuối cùng, là sau khi triển khai kế hoạch gây quỹ xong, thực hiện không hỗ trợ người dân xong, thì tổng kết báo cáo và rút kinh nghiệm. Tổng kết thì thông thường là một cái báo cáo nhỏ, và chắc chắn ngoài cái báo cáo hoạt động giúp được bao nhiêu người thì chúng ta đều phải có cái chứng từ của hóa đơn. Đã chứng từ hóa đơn, và chứng từ hóa đơn này thậm chí có một số các tổ chức từ thiện lớn trên 1 tỷ thì họ đã mời kiểm toán tới để kiểm toán, để xem các cái chứng từ hóa đơn này nó có đúng không, nó hợp lý hợp lệ không. Đã, và rút kinh nghiệm để năm sau nữa có làm từ thiện thì chúng ta làm tốt hơn. Đó đó chính là quy trình 4 bước rất là cơ bản của bất cứ tổ chức từ thiện nào mà có pháp nhân chuyên nghiệp, họ đều làm như vậy các anh chị. Thế đối với Việt Nam thì như thế nào, anh chị cũng tò mò. Thế thế đối với Việt Nam, hồi nãy tôi nói về quốc tế, thì tới giờ phút này ở Việt Nam chỉ có nghị định 64 2008, nghị định của chính phủ, thì có quy định về vận động tiếp nhận và phân phối nguồn vận động tài trợ để giúp cho người dân về thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng hay là mắc các bệnh hiểm nghèo. Thì chúng ta biết là 2008 mới ra cái nghị định này, mà tới giờ chúng ta là 2021, tức là chúng ta thấy nó 13 năm rồi, cho nên nghị định này chắc chắn nó cũng đang còn một số cái nó chưa cập nhật kịp. Đã. Thì hiện nay về cơ sở pháp lý nhá, chỉ có cái nghị định này duy nhất là mang tính pháp lý để các tổ chức làm cái công tác vận động nguồn nguồn quỹ. Ngoài ra thì cái nghị định này nó quy định đó là có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nè anh chị, Hội chữ thập đỏ nè, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện nè, rồi một số quỹ của báo đài, tức là cơ quan truyền thông đó mới được phép quyên góp từ thiện. Thì với cái nghị định này tôi nghiên cứu kỹ thì thấy như vậy cá nhân mà đứng ra gây quỹ từ thiện là vi phạm pháp luật, là vi phạm pháp luật. Đã. Và chúng ta cũng hình dung một cái gì là quyên góp từ thiện và hiện vật á, để chúng ta cung cấp tiền, nó khác hoàn toàn với cái hoạt động của dự án phát triển. Hay nói một cách dễ hiểu là giữa một bên là cho con cá để người ta ăn, và một bên là chúng ta cho con cá và cho cái cần câu và hướng dẫn người ta cái cách câu cá. Cái này ở Việt Nam thường hay ví von như thế này. Thì lúc đó nó phải mang cái tính bền vững. Và có một số các cái gọi là cái ca cái cách làm, hay là những cái người làm mà thành công, có tiếng, minh bạch và rõ ràng, tôi chia sẻ. Trên thế giới thì chúng ta biết cô nữ diễn viên xinh đẹp Angelina Jolie, đúng không? Đã có sinh một cậu con trai là người Việt Nam, nếu tôi nhớ không lầm là Bắc Thiên. Đã. Thì cô này cùng với ông chồng lúc cái thời điểm mà hai người còn sống chung là anh Pitt, mới lập ra một cái quỹ từ thiện, nó kêu là Jolie and Pitt Foundation năm 2006. Đã, thì đây là một cái người nổi tiếng, họ muốn gây quỹ từ thiện thì họ phải lập một cái quỹ ở tại Mỹ, và cái quỹ này chuyên hỗ trợ cho người tị nạn. Hay là nữ ca sĩ Lady Gaga cũng rất là nhiều người biết, ở tại Việt Nam chúng ta xem ca nhạc thì cô này cũng lập một cái quỹ là The Born This Way Foundation. Thì cái quỹ này là chuyên hỗ trợ về sức khỏe tinh thần cho thanh niên. Đấy. Hay là ca sĩ Elton John, ông cũng lập ra một cái quỹ từ thiện mang tên ông, thì chuyên giúp đỡ cho những người nhiễm HIV. Gần đây nữa thì chúng ta thấy là Lionel Messi, cầu thủ rất là nổi tiếng, anh ta cũng có một cái quỹ từ thiện mang tên anh, là chuyên giúp cho trẻ em bị bệnh ung thư máu. Cristiano Ronaldo thì khác Messi là Cristiano Ronaldo không lập quỹ từ thiện, mà anh ta chuyên đứng ra gây quỹ, vận động quỹ và trích tiền của anh ta, nhưng mà anh ta lấy cái tiền đó gây được, anh ta gửi cho các tổ chức quốc tế. Ví dụ anh ta gửi cho tổ chức Save the Children, anh ta gửi cho World Vision, anh ta gửi cho UNICEF. Nó cũng giống giống như thay vì Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh mà gây quỹ thì đừng có đi làm,
lấy cái tiền đó đem cho một cái tổ chức từ thiện, họ có tư cách pháp nhân, họ có kinh nghiệm làm rồi, mình đi tới mình làm giống như là làm để lấy mẫu thôi, còn người ta làm người ta sẽ báo cáo lại cho mình giám sát thôi, chứ mình tội gì mình phải đi làm chi, tại vì cái đó không phải là chuyên ngành của mình. Còn đó tôi chia sẻ là các cầu thủ nổi tiếng, những người nổi tiếng ở nước ngoài họ hiểu về luật pháp và họ cũng lập các cái tổ chức từ thiện và họ giúp đỡ thông qua một cách hết sức chuyên nghiệp. Tôi nghĩ là trong tương lai chắc ở Việt Nam mình các cái ca sĩ, nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng nên thay đổi cái cách làm như vậy. Nó vừa an toàn mà nó vừa chuyên nghiệp. Thế còn ở Việt Nam thì chúng ta chắc chắn thì tôi đọc thì mọi người sẽ hiểu ra Thủy Tiên đúng không? 178 tỷ. Đàm Vĩnh Hưng 96 tỷ. Hoài Linh nhận được 14 tỷ, Trấn Thành gần 10 tỷ, Đại Nghĩa 6 tỷ và xa hơn nữa hồi đó là MC Phan Anh 30 tỷ. Thì hầu như các anh chị này là không lập quỹ mà nhận tiền là thông qua tài khoản cá nhân. Cái chết nha. Nếu cái này mà chiếu vào cái nghị định 64/2008 này tôi nói là những người này đều vi phạm pháp luật hết. Đó. Nhưng mà nói đi phải nói lại, trong đó vẫn có một số nghệ sĩ ở Việt Nam họ làm việc rất bài bản nha anh chị. Tôi ví dụ như ca sĩ Thủy Tiên, xin lỗi, ca sĩ Mỹ Tâm là lập một cái quỹ là Mỹ Tâm Foundation, lập cái quỹ này vào năm 2008 và Mỹ Tâm là cái quỹ này là Mỹ Tâm chỉ trích tiền ca hát, tiền kinh doanh của công ty của Mỹ Tâm để đi giúp người khác, nhưng Mỹ Tâm không đứng lên để kêu gọi mà chỉ là những người khác tự nguyện tới đóng góp chứ không đứng lên kêu gọi một lần nào hết đấy. Thì nhắc lại, Mỹ Tâm là có một cái quỹ từ thiện mang tên Mỹ Tâm. Vì sao Mỹ Tâm có cái quỹ từ thiện này? Tôi nhớ cái trước năm 2005, 2006 Mỹ Tâm đi qua bên Hàn Quốc để biểu diễn trong những cái show hợp tác, và Mỹ Tâm thấy các nghệ sĩ bên Hàn Quốc họ làm như vậy về, thế Mỹ Tâm lập ngay một cái quỹ từ thiện chứ không đứng vai trò cá nhân. Hay là chúng ta nghe cái quỹ hiểu về trái tim của diễn viên Chi Bảo, ta nhớ không? Quỹ hưởng về trái tim thì năm 2012 thì cái quỹ của Chi Bảo là được nhà nước cấp phép và Chi Bảo mời luôn KPMG vào làm công tác kiểm toán hàng năm cho cái quỹ hiểu về trái tim, và quỹ này triển khai rất nhiều các cái hoạt động, ví dụ như là phẫu thuật tim nè, tổ chức trung thu nè, trao học bổng cho sinh viên nghèo nè, hỗ trợ cho bà con vùng lũ miền Trung nè, tổ chức những cái talk show nói về hiểu về trái tim ở các trường cao đẳng và đại học nè. Đấy đấy, thì để ở đây ở Việt Nam chúng ta thấy vẫn có những anh chị diễn viên họ có cái hiểu biết, họ vẫn làm cái quỹ, vẫn giúp được bà con nhưng mà an toàn, minh bạch. Đấy thì cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Tôi chia sẻ một chút xíu liên quan tới quốc tế, người ta đang làm từ thiện như thế nào, Việt Nam làm từ thiện như thế nào. Hy vọng là tiếp tục được đón nghe những cái câu hỏi của anh chị cho chương trình ở cái đoạn sau. Tôi chia sẻ trước là đối với cái tổ chức mà từ thiện mà nó có cái tính pháp nhân, tức là nó gây quỹ từ thiện theo hình thức của tổ chức, thì thường là để mà an toàn là nên đăng ký có cái pháp nhân. Thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta đăng ký được là quỹ từ thiện hoặc là quỹ xã hội, đều được hết, đúng không? Thậm chí dưới một cái công ty, dưới một cái doanh nghiệp, dưới một cái hiệp hội, người ta vẫn đăng ký được một cái quỹ. Thậm chí một cái nhóm, những cái gia đình giàu có đại khái, người ta cũng có thể nộp đơn để đăng ký thành một cái quỹ. Thì đó là chúng ta nên có một cái pháp nhân. Thì khi được nhà nước cho phép, giống như là quỹ hiểu về trái tim của Chi Bảo hay là quỹ từ thiện của Mỹ Tâm nãy tôi nói, thì sẽ có một con dấu và có một cái tài khoản riêng cho cái quỹ đấy. Thì đây chính là cái sự an toàn và sự chuyên nghiệp, chứ không có lập lờ giữa cái tài khoản cá nhân và tài khoản tổ chức được. Bởi vì tài khoản cá nhân chúng ta biết là cái nguồn chi ra chi vô nó rất là nhiều, đâu phải chỉ làm từ thiện mà chúng ta có thể chi xài, chi đi du lịch, đi mua đồ này đồ kia. Cho nên còn tài khoản mà dành cho tổ chức, cho từ thiện thì chỉ là nhận và tiêu xài liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ từ thiện mà thôi. Đấy. Cái thứ hai là về nhân sự. Thì đã mới có một tổ chức thì anh chị đừng có nghĩ là một cái tổ chức hoành tráng phải mấy chục người nhân sự. Có những nhân sự họ ăn lương và có những nhân sự họ làm từ gọi là tình nguyện. Tôi ví dụ như là các nước hay là thậm chí Việt Nam có một số tổ chức từ thiện là người chủ tịch hay là hội đồng quản trị thì toàn là những người, người ta đang kinh doanh, người ta đã có tiền rồi, người ta có điều kiện, thì người ta làm với vai trò là tình nguyện để người ta giám sát các cái người làm phía dưới, như có chủ tịch rồi dưới đó người ta có giám đốc điều hành cái tổ chức đấy, là giám đốc điều hành. Thì giám đốc điều hành này thường là người ta đi thuê một cái người giám đốc điều hành. Và ở thành phố Hồ Chí Minh là tôi biết có nhiều người là làm bên lĩnh vực kinh tế doanh nghiệp chuyển qua làm giám đốc điều hành cho một tổ chức từ thiện quốc tế. Rồi dưới giám đốc điều hành sẽ có điều phối viên hay quản lý dự án, tức là những người làm chuyên môn thuần túy. Rồi sẽ có người theo làm công tác giám sát, sẽ người làm công tác truyền thông gây quỹ,
rồi có người làm công tác hiện trường, đó chính là nhân viên xã hội, có kế toán thủ quỹ, rồi có cộng tác viên tình nguyện viên. Thì anh chị nói tôi kể ra một tổ chức từ thiện nó gồm có những cái nhân sự đó, tôi thấy nó y một cái doanh nghiệp, có khác gì đâu, người ta làm rất là chuyên nghiệp đó. Tôi lấy ví dụ anh chị hiểu, năm 2000 để coi, năm 2008 tôi được chính phủ Mỹ mời qua bên Mỹ một tháng để đi thăm các cái NGO bên Mỹ làm việc công tác bảo vệ giáo dục trẻ em. Thì tôi nhớ hoài đi thăm 5 bang, trong đó thăm khoảng 30 cái tổ chức quốc tế, thì trong đó có một cái tổ chức rất là nhỏ, họ chuyên làm về vấn đề buôn bán phụ nữ và trẻ em. Thì tổ chức này chỉ có 3 người thôi, mà mỗi năm họ gây quỹ đâu khoảng chừng 2 triệu đô la. Thì tôi hỏi là ba người vậy sao làm giỏi vậy? Thì đầu tiên lại có ông giám đốc, đó. Rồi có một cán bộ gây quỹ và có một cán bộ truyền thông. Ủa tôi hỏi, ủa trong một tổ chức chỉ có giám đốc, cán bộ gây quỹ, truyền thông rồi mấy người làm thế? Ở đó những người mà đi xuống làm thì đa số là cộng tác viên và tình nguyện viên. Và đối với tổ chức của họ thì bộ phận gây quỹ là vô cùng quan trọng, cho nên chiếm hết hai suất, một người làm truyền thông và một người gây quỹ. Bởi vì một cái tổ chức từ thiện mà không có là hoạt động gây quỹ thì không thể nào mà có tiền để tồn tại. Đó, cho nên để mình hình dung là người gây quỹ cũng giống như là doanh nghiệp, mình sale của mình mà đi bán hàng để có cái thu nhập vào, thì đi gây quỹ là đi tìm cái nguồn tiền để triển khai. Còn những người mà đi thực hiện thì người ta tận dụng tình nguyện viên, cộng tác viên. Đó. Về tài chánh thì sao? Tài chánh thì ở Việt Nam cũng như quốc tế thôi, tất cả các tổ chức từ thiện thì họ đều phải gây quỹ qua nhiều cách. Ví dụ như là viết các cái đề xuất dự án gửi cho các nhà tài trợ lớn hơn, gửi cho các đại sứ quán, lãnh sự quán, gửi cho các doanh nghiệp đa quốc gia và gửi cho các cái hội, các cái quỹ lớn hơn. Như vậy thông qua cái đề xuất dự án họ sẽ tài trợ để mình triển khai. Loại hình thứ hai là tổ chức các cái sự kiện để gây quỹ kiếm tiền, mà em nhớ là Happy Hand của chúng ta hàng năm hay tổ chức bán hàng đúng không? Các cái quầy gian hàng chúng ta bán những cái sản phẩm. Đó thì đó nó gọi là tổ chức sự kiện. Hay là tổ chức sự kiện chạy bộ, tổ chức sự kiện bữa ăn trưa, tổ chức sự kiện ca nhạc, vân vân, tất cả đó mình có cái nguồn thu vào thì cũng là hình thức gây quỹ. Cũng có một số tổ chức là họ có sản xuất kinh doanh, tức là họ có làm dịch vụ và từ cái tiền lãi đó họ đưa vào để cho cái tổ chức vận hành. Đó, thì đấy là hình thức gây quỹ nó rất là đa dạng. Cái nữa là các cái tổ chức mà chuyên nghiệp đó, mà được nhà nước cho phép thì thường sẽ có một kế toán và có một cái thủ quỹ. Cho nên có kế toán, có thủ quỹ và có giám đốc tổ chức, nên khi nguồn tiền thu vào hay nguồn tiền chi ra luôn luôn phải có hai chữ ký. Còn nếu cá nhân, nếu ông có người duy nhất có thu vào chi ra có một mình anh biết rồi thì rất dễ dàng có chuyện mờ ám trong đây. Còn ít ra phải hai người, ba người phải ký chữ ký vào đó để chi? Để số tiền nó đi ra minh bạch và rõ ràng. Một điều nữa là các cái tổ chức mà có tư cách pháp nhân thì theo luật kế toán hiện nay tất cả các chứng từ hóa đơn phải lưu 10 năm. Nghĩa là sau khi giải ngân xong một đống chứng từ là phải lưu sau 10 năm mới được quyền hủy. À, thì điều đấy để chúng ta thấy cái tính minh bạch và cái tính khoa học để khi sử dụng cái nguồn tiền mà chúng ta gây quỹ được. À, một số các tổ chức thì cả pháp nhân rồi có dự án rồi thì hàng năm người ta đều mời kiểm toán, anh chị, ta đều mời kiểm toán. Và các cái công ty kiểm toán mà tôi thấy là Deloitte, Ernst & Young rồi KPMG thì tôi thấy họ đều đều có cái người đi tới để kiểm toán. Tổ chức tôi cũng vậy, đã từng mời họ tới kiểm toán, họ lấy giá rất là rẻ. Ví dụ bên ngoài kia họ lấy giá 100% thì mình tổ chức từ thiện cho họ, họ lấy giá 20-30% thôi, và số còn lại coi như họ đóng góp cho xã hội đó. Nhưng mà nhờ cái kiểm toán đó chúng ta thấy là cái số tiền nó được minh bạch và giải trình. Rồi người ta sẽ có các cái báo cáo tài chính hàng năm, và báo cáo tài chính này từng dự án và cả tổ chức họ sẽ gửi cho cơ quan cấp trên của họ, họ gửi cho chính quyền và họ gửi cho các nhà tài trợ các cái báo cáo tài chính. Một cái nữa thì nhiều người mà không làm chuyên nghiệp như chúng tôi có hay ngạc nhiên, ủa thế tổ chức phải vận hành như vậy thì lương tiền như thế nào? Đã làm chuyên nghiệp thì phải có lương anh chị à, còn làm không chuyên nghiệp thì nói là à, tôi tự nguyện, tôi nghi, tôi tình nguyện, tôi đi, thì như anh chị nhân viên của chúng ta là bởi vì chúng ta đã có công ăn việc làm rồi, thứ bảy chủ nhật chúng ta thích thì chúng ta tình nguyện thì bên đây chúng ta vẫn đi làm. Còn những cái người mà làm toàn thời gian 100% thời gian, tức là ta được đào tạo người ta làm cho nên người ta được nhận lương, thì thường anh chị là một tổ chức như vậy đó, khi họ vận động, tôi ví dụ như mỗi năm họ vận động được 1 tỷ thì họ được trích từ 5 đến 15%, nó gọi là để trả lương, thuê mặt bằng, truyền thông, mà ở đây người ta gọi là chi phí gián tiếp. Còn 85%, 90% hay 95% là chi phí trực tiếp cho người hưởng lợi. Ví dụ như là hỗ trợ học bổng, hỗ trợ cái thuyền, hỗ trợ vật nuôi cây trồng, hay là hỗ trợ cho các chuyên gia đi tới tư vấn tâm lý vân vân. Thì đó nó gọi là hỗ trợ trực tiếp. Chính vì vậy,
Họ phải được trả lương, họ được đào tạo, điều đó thì họ làm việc sẽ bài bản và nghiêm túc hơn. Còn làm từ tình nguyện thì chúng ta chỉ làm một giai đoạn ngắn và chúng ta làm trong thời gian rảnh rỗi, cho nên hai cái này đều phối hợp với nhau được. Thường thường trong một cái chiến dịch hay một trong cái tổ chức mà khi họ vận động vận hành một cái quỹ như vậy, thì có một cái dự án như vậy thì họ đã lên cái kế hoạch rồi, và chi tiêu bao nhiêu cho tiền lương thì chi tiêu bao nhiêu cho người hưởng lợi, thì hai cái này rất rõ, hưởng lợi là hưởng lợi và tiền lương là tiền lương, hai này không có nhập nhằng. Đó, chắc chắn không bao giờ nhập nhằng. Thì sau này kiểm toán sẽ giải quyết cái bài toán đấy. Thế với cá nhân, ở Việt Nam chúng ta thời gian vừa qua là chủ yếu nó gặp vấn đề là cá nhân đứng ra gây quỹ, thì có thuận lợi khó khăn và có cái hay gì. Thuận lợi thì chắc chắn là cá nhân đó, thường chúng ta để thấy đa số những người nổi tiếng, những người có cái tầm ảnh hưởng, cho nên thuận lợi họ có sẵn cái mối quan hệ rồi. Đó, trên cái mối quan hệ, hay là các nghệ sĩ thì thường họ có một lượng fan rất là khổng lồ đó, theo dõi họ. Rồi cái nữa là khi mà họ làm một mình á, cá nhân thì thường cái quyết nó rất là nhanh mà không phải qua thủ tục rồi đồ bàn thảo gì, họ quyết lúc này, họ quyết lúc kia, quyết nó nhanh và không qua các khâu thủ tục giấy tờ, nó đỡ nhiều khê đó. Thì cái đấy chính là cái thuận lợi khi một cá nhân đứng ra gây quỹ. Rồi khó khăn là gì? Bởi vì tự phát làm một mình á, nó rất dễ cảm tính à, và chúng ta thấy hình ảnh Thủy Tiên nó cầm phát phát đi 5 triệu, phát đi 7 triệu, ông nhà nghèo không phát 10 triệu. Chúng ta thấy cái hình thức cảm tính đó nó vô cùng là nguy hiểm, mà nghệ sĩ thì cái gì, cái cảm xúc nó lên xuống, nó trồi sụt. Còn người ta làm chuyên nghiệp giờ hôm nay có buồn có vui gì hết, mỗi người phải 3 triệu, đúng đối tượng là 3 triệu, hôm qua có cãi nhau với vợ với chồng hôm nay phải tra 3 triệu, chứ không phải hôm qua mới sướng với vợ với chồng cái hôm nay cho 5 triệu đó. Còn 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 cá nhân nó giật rất dễ dẫn tới một cái cảm xúc là như vậy, vô cùng nguy hiểm. Một cái nguy hiểm nữa, khó khăn nữa, cá nhân gì ôm một lượng tiền lớn đang vài trăm triệu đến cả tỷ mà ôm đi xuống vùng sâu vùng xa, chỉ cần một người mà xấu nào họ để ý cái đó họ theo, có phải nguy hiểm tính mạng không? Nó nguy hiểm tính mạng. Rồi một cái nữa là làm cá nhân thì nó không có sự kiểm soát của người khác à, chính vì vậy chúng ta cũng không đánh giá được cái tác động là sau khi hỗ trợ tiền rồi cái tác động, cái hiệu quả sau này nó như thế nào, hay là sau khi mình phát tiền xong mình về cái dòng họ người ta bắt đầu tranh giành tiền hay cãi nhau quýnh nhau té lửa, nó còn đem tới một chuyện nguy hiểm cho cộng đồng. À, một cái nữa là làm cá nhân tự phát thường sổ sách chứng từ không rõ ràng đó, bởi vì đâu có ai, có mình anh làm mà, cho nên là không có sổ sách chứng từ lưu lại. Thế còn cuối cùng là làm từ thiện cá nhân được cái gì? Tôi trả lời là được. Tôi nói là trên đời này không có ai làm cái gì mà gọi là phi lợi nhuận hết á, làm cái gì phải có lợi nhuận người ta mới làm, chỉ có là lợi nhuận về thể chất, xin lỗi, lợi nhuận về vật chất hay lợi nhuận về tinh thần. Tôi lợi dụng vật chất, tôi làm từ thiện, tôi không có tiền và trả tôi ngày 500 ngàn thì tôi đi làm, đúng không? Để tôi nuôi vợ nuôi con. Còn nếu tôi đủ tiền rồi tôi đi làm gì? Tôi đi làm từ thiện, tôi thấy tôi có niềm vui, tôi thấy tôi được hạnh phúc, thì nó là có lợi chứ. Chứ không thể nào nó đi làm từ thiện mà không có lợi. Hoặc lợi về vật chất, hoặc lợi về tinh thần, tùy về cái hoàn cảnh của mình. Lợi gì nữa? Có danh tiếng chứ. Nhất là nghệ sĩ họ cần cái danh tiếng chứ. Được báo đăng liên tục, báo đăng liên tục. À, tôi nhớ hồi xưa lúc ông Bầu Đức mà chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, lúc mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mới nổi lên, ông nói giờ miễn sao thì bị Hoàng Anh Gia Lai mới lên, bây giờ miễn sao cứ báo đăng hàng ngày được, cứ đăng nó chửi cũng được nữa, nhưng mà người ta nghe cái chữ Hoàng Anh Gia Lai người ta nhớ đó. Thì điều này để chúng ta thấy là đối với nghệ sĩ, đối với ca sĩ, cái danh tiếng rất quan trọng, thì làm từ thiện họ được danh tiếng sao nói không được, họ thỏa mãn được cái tôi và họ cảm thấy được hạnh phúc, bởi vì họ thấy họ lòng mình bao dung, mình giúp đỡ được mọi người. Và một cái nữa, họ đi làm từ thiện, họ đi nơi này nơi kia, họ mở được cái tầm mắt, đúng không? Họ tiếp xúc được nhiều người, nhiều vùng miền à, và họ nuôi được cái cảm xúc trong diễn xuất. Bởi vì chúng ta biết là diễn viên của Việt Nam, nhiều người diễn ra diễn xuất rất là trơ, bởi vì sao? Bởi vì nó thiếu cái trải nghiệm, thiếu cảm xúc, thì đi tiếp xúc nhiều hoàn cảnh thì có nhiều cảm xúc, thì lúc đó cái diễn xuất, cái hát là hát hay hơn. Ví dụ ai mà thất tình rồi hát bài hát thất tình nghe nó hay lắm, chưa bao giờ thất tình à, giống như là Huyền Anh là chưa bao giờ thất tình mà kêu hát bài hát thất tình, hát đâu có được. OK, và chúng ta sẽ thấy là nhiều cái ca trong thời gian vừa qua ở Việt Nam là nhiều ca làm được và nhiều ca gọi là mình dùng từ là phải cải thiện dần dần để làm tốt hơn. Cảm ơn các anh chị lắng nghe. Dạ em cảm ơn anh. Đúng là khi mà đào sâu vào thì chúng ta mới thấy là hai chữ từ thiện quả thật là không có hề đơn giản một chút xíu nào luôn. Việc tổ chức đã khó mà việc đánh giá hoạt động lại càng khó hơn. Vì vậy thời gian qua thì đã có nhiều trái tim nhân ái bị cảm thấy là hoang mang á anh. Không biết là mình nên trao gửi niềm tin ở đâu khi mà mình muốn chung tay quyên góp. Qua đây thì nhờ anh Hải giúp hướng dẫn cho khán giả cách nào mà mình có thể đánh giá mức độ uy tín của một hoạt động quyên góp từ thiện.
để mọi người có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn khi quyết định trao gửi niềm tin ạ? À? Thời buổi này thế kỷ 21, thời đại 4.0, tôi nói là để tìm hiểu một cái gì nó không có khó gì hết, chỉ là có muốn tìm hiểu không, hay là nhiều khi mình cái trái tim của mình là tự nhiên là nó nồng ấm lên, nó cảm xúc lên, mình làm đại, mình chuyển tiền đại. Còn mình muốn tìm hiểu thì với thời buổi này chúng ta rất dễ dàng tìm hiểu một cá nhân nào đó, một tổ chức nào đó, một chương trình từ thiện nào đấy, lên trên mạng tìm hiểu, xách cái xe đi là tìm hiểu được. Nhưng mà như nói như vậy chúng ta cũng thấy cần có một số cái điểm này chúng ta quan tâm, để chúng ta thấy là cái hoạt động đó hay là cái dự án đó hay tổ chức đó có uy tín hay không. Thứ nhất là cái hoạt động đó hay tổ chức nó có truyền thống không, có tính truyền thống không, tức là năm nào họ cũng làm điều đấy. À, cứ tới tháng 12 họ sẽ tổ chức cái sự kiện giống như là cái quỹ, tôi quên là cái quỹ gì bạn, phía Mỹ Phú Mỹ Hưng, chúng ta nhớ không? À, hay là cái quỹ của chúng ta nhóm Happy Hand, hàng năm chúng ta vào một cái thời điểm nào đó chúng ta gây quỹ, chúng ta triển khai mà người ta đã làm đi làm lại cả 3 năm, 5 năm, 10 năm này, tức là nó mang tính truyền thống. Còn cái nào làm có một lần xong rồi tắt luôn, tức là nó mất uy tín quá. Đó, giống như giờ mà Thủy Tiên sao mà dám mà đứng ra gây quỹ nữa, tắt luôn rồi, dù số tiền rất là lớn, đó là tính truyền thống. Thứ hai là gì? Kinh nghiệm hoạt động của cái tổ chức đó hay dự án đó, họ có kinh nghiệm không? Bởi vì truyền thống làm lâu năm thì họ sẽ có kinh nghiệm thì họ làm sẽ tốt. Còn chân ướt chân ráo chưa biết gì hết thì làm vô cùng nó nguy hiểm và nó gây khó khăn. Thứ ba là năng lực quản lý tài chính. Đã, năng lực quản lý tài chính. Có tài chính rõ ràng không? Có báo cáo tài chính không? Có công bố cho mọi người không? Và số tiền nếu lớn lên vài tỷ thì có kiểm toán không? Đã, thì cái này gọi là năng lực quản lý tài chính. Thứ tư là nhân sự, những cái người mà tham gia trong hoạt động từ thiện đó, họ có chuyên môn hay không? Tôi ví dụ về tài chính thì chắc chắn phải có một người giỏi về kế toán, thủ quỹ để tính toán đồng ra đồng vào, đúng không? À, hay là chúng ta đi xuống hiện trường để chúng ta tiếp xúc người nghèo, chúng ta tiếp xúc người khuyết tật, thì những cái người mà trong nhóm tiếp xúc đó đã được có cái chuyên môn, cái hiểu biết về tâm lý của những người khuyết tật, tâm lý của trẻ em hay không? Bởi vì không phải phải học là 4 năm, là 5 năm ở trường đại học. Trước khi học chúng ta cũng mời một người tới để nói cho những người khi tiếp cận như vậy mình phải hiểu người ta như thế nào thì gọi là học, đúng không? Đương nhiên phải có người chuyên môn. Hay là nếu mà chúng ta làm về vấn đề là đào tạo, vấn đề y tế thì phải mời những người mà có chuyên môn về y tế ở đào tạo vào để hỗ trợ. Đó, thì nhân sự trong cái tổ chức cái hoạt động đó phải có chuyên môn theo từng cái lĩnh vực của mình. Đó. Kế nữa là tổ chức này hay hoạt động này hàng năm đều có minh bạch và rõ ràng không? Tức là có thông tin được công bố không? À, nói như Huyền Anh hồi nãy là năm nào giờ anh lên trên trên cái thông tin của mình chỉ đánh chỉ happy hand thì chúng ta đã thấy các cái thông tin, các cái hoạt động của chúng ta, một số tổ chức khác chúng tôi cũng thấy vậy. À, cuối cùng đó là gì? Pháp lý. Pháp lý nghĩa sao? Tức là đã được triển khai, một là tổ chức chúng ta tự đứng làm, hai là chúng ta phối hợp với một tổ chức bạn nào đó, chúng ta phối hợp với một cái quỹ nào đó thì gọi là pháp lý. À, cái kiểu mà chứ không phải là mình đứng ra làm, nếu mà mình nhỏ quá mình không cần phải xin giấy phép để lập một cái quỹ, một cái hội, nhưng mà mình gây quỹ rồi mình phối hợp với một cái quỹ, một cái hội thì lúc đó là pháp lý. Cái kiểu nó giống như vậy, dưới miền Tây vậy nè. À, anh thèm rượu quá cái hôm qua anh mời cái ông A nói tôi có mồi rồi ông đi mua rượu đi nha. Rồi cái ông kia mua rượu về, cái tôi qua tôi gặp em B, tôi nói ha tôi có rượu rồi ông mua mồi nha, mình đứng giữa, ông này có mồi ông này có rượu mình đứng giữa, tức là sao mình tận dụng cái chuyên môn, mình tận dụng cái pháp lý của những tổ chức, họ đâu có pháp lý rồi họ phối hợp với mình làm thì đó nó cũng là tính pháp lý. Còn nếu mà từ từ một mình đi làm tất cả thì vô cùng nguy hiểm. Đó, thì đó chính là một vài cái dấu hiệu để chúng ta nhìn vào cái hoạt động đó, để chúng ta thấy là tổ chức có uy tín, để chúng ta đóng góp vào nó có hiệu quả và chúng ta yên tâm. Tôi nói thật với anh chị, nếu mình đóng góp tiền mà mình không hiểu biết, mà mình làm mình góp mình làm không hiểu biết, làm cho người ta làm mất uy tín, người ta ăn cái tiền bạc đó, thì nhiều khi mình cũng có tội nữa, mình tiếp tay để làm cho người ta vi phạm pháp luật. Nếu mình không chịu tìm hiểu, mình gọi là đóng góp có trách nhiệm. Vâng, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh Hải. Cảm ơn anh Hải vì những chia sẻ rất là bổ ích. Đúng là việc làm từ thiện anh Hải, nếu như mà mình đóng góp mà mình không có sự tìm hiểu và mình bị vướng vào những cái vấn đề rắc rối và mình bị mất niềm tin đó, thì đó cũng là một phần trách nhiệm của người đóng góp đúng không ạ? Mình cũng phải là người có trách nhiệm tìm hiểu trước thông tin, tìm hiểu được những cái tổ chức nào uy tín trước khi mà mình quyết định là chung tay với họ. Nãy giờ trong quá trình anh Hải trao đổi thì khán giả của chúng ta cũng đặt rất là nhiều câu hỏi thú vị và em nói thiệt là cũng rất là dài luôn chứng tỏ là các anh chị rất là quan tâm và tâm đắc với những cái chia sẻ của anh Hải.
Như ban tổ chức đã công bố từ đầu chương trình, những câu hỏi được lựa chọn trả lời sẽ nhận được một phần quà của chương trình là áo thun Heaven Hair xinh xắn, giống như cái áo Huyền Anh đang mặc hiện giờ, có màu xanh bầu trời ngọt ngào. Bây giờ thì Huyền Anh xin phép được chọn một số câu hỏi đang hãy giải đáp nha. Câu hỏi đầu tiên đến từ, em bật mí luôn, là đến từ một anh là chủ tịch ủy ban Heaven Hair của công ty em. À, Là... sếp dạ, anh này là tụi em cũng rất, anh này là gắn bó hoạt động Heaven Hand cũng được vài năm rồi anh ạ, và rất là nhiệt tình. Thì anh hỏi là sau những lùm xùm về việc làm từ thiện của các nghệ sĩ thì đã tác động tiêu cực đến tâm lý sợ từ thiện của nhiều người. Điều này vô tình ảnh hưởng trực tiếp tới những người cần giúp đỡ. Là một chuyên gia, theo anh cần làm những gì để lấy lại niềm tin từ thiện cho cộng đồng? Không chỉ tổ chức tư nhân mà các cá nhân trong tổ chức nhà nước cũng đã từng bị phạm vào tham nhũng từ thiện, nên mọi người giờ không có còn biết gửi niềm tin vào ai nữa cả. Câu hỏi khổng lồ, câu hỏi này phải hỏi Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Rất là cảm ơn câu hỏi của anh. Chúng ta phải bình tĩnh nhận xét như nè. Trong xã hội luôn luôn sẽ có tà phái và chính phái. Bàn tay thì có mặt trắng và mặt đen. Cái tốt và cái xấu nó luôn luôn nó đen đang xen trong xã hội, trong tất cả mọi lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực từ thiện. Như vậy chỉ vào một vài cái trường hợp tình huống nó xảy ra, nó đâu có đại diện cho tất cả tổ chức từ thiện, tất cả những người làm từ thiện đâu anh chị. Cho nên là tôi không nghĩ là vì một vài cái trường hợp như vậy thì nó dẫn tới những người mà đóng góp tài trợ người ta sẽ ngại ngùng hơn khi ta đóng góp, ta mất niềm tin. Bằng chứng là khi chúng tôi làm hiện nay, tôi vẫn đang vận động tài trợ online. Tôi đang gọi cái tài trợ trong vòng mới nè, hồi nãy tôi đang mở điện thoại ta coi lúc giờ giải lao, trong vòng mới 1 ngày rưỡi 30 triệu ta chuyển mỗi người có nó 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng để hỗ trợ cho trẻ mồ côi, ta chuyển rào 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 rào. Điều đó có nghĩa sao? Tức là người ta sẽ khôn ngoan hơn, người ta sẽ kỹ càng hơn trong việc chọn để đối tượng để chuyển tài thiện từ thiện, chứ không phải là ngưng không bao giờ làm từ thiện. Bởi vì cái lòng từ thiện ở Việt Nam chúng ta, con người Việt Nam nó có cái máu làm từ thiện, mặc dù nghèo nhưng mà có máu làm từ thiện từ lâu rồi, không lo cái điều đấy. Cái điều thứ hai đó là mượn nhờ cái vụ án này, nhờ những cái sự việc này, chính quyền người ta cũng nhìn nhận lại, đặc biệt cái nghị định năm 2008 mà thấy nó không còn phù hợp nữa, và đang theo tôi biết là Bộ Nội vụ hay là nói chung là chính phủ chúng ta đang soạn một cái nghị định mới hơn, cập nhật hơn. Và thậm chí trong cái nghị định này có thể là cho cá nhân cũng được quyền đứng ra gây quỹ từ thiện, nhưng mà đàng hoàng, có bài có vở. Còn trước đây là người ta không biết làm sao cho đúng, mặc dù cái lòng người ta có. Thì nó có cái tốt là nhà nước cũng thấy cái điều này phải cập nhật, phải sửa lại cái nghị định này để nhà nhà người người ai có lòng làm từ thiện mà làm tốt, làm minh bạch rõ ràng là cứ đứng ra vận động từ thiện. Một cái thứ ba nữa, đây cũng là cái nhờ cái cơ hội này làm cho những nghệ sĩ khác, đúng không? Trước đây định làm từ thiện mà cũng định làm theo kiểu ngẫu hứng lý qua cầu, bây giờ mới thấy thật ra làm từ thiện là mình có thể tận dụng cái nguồn lực từ fan, nhưng mà làm nó bài bản hơn. Như vậy có thể bắt chước Ronaldo là đứng ra gây quỹ rồi gửi là trung tâm tương lai hay là cho Happy Hand chẳng hạn, chứ đừng có đứng ra tự rồi đi xuống là sắn quần sắn áo xuống phát tiền chụp hình quay phim, không cần, không cần cái hình ảnh đó, không cần, bởi vì đã nổi tiếng rồi. Hay là lập một cái quỹ đó, thì đây cũng tác động vào những cái nghệ sĩ mà họ muốn làm một cách thực chất. Còn những nghệ sĩ mà làm mà đánh bóng thì sẽ sợ, nói giọng trấn thành, nói tụi tôi là nghệ sĩ sinh ra để đi diễn viên để hát chứ tụi tôi đâu biết làm từ thiện. Nếu ông nói vậy tại sao ông đi gây quỹ? Nếu ông nói ông không biết làm thì ông gây quỹ, ông đưa cho người khác làm, ông chuyển cho người ta làm, người ta báo cáo. Còn ông vẫn ham hố ông đi làm, ông nói là tụi tôi là nghệ sĩ, giống như tôi giờ tôi muốn làm ca sĩ thì tôi phải học hát chứ, chứ sao tôi đứng lên tôi hát được? Thì ông không được đào tạo thì ông phải đưa cho người được đào tạo làm đấy. Và cái cuối cùng là nhờ cái chuyện này, những người dân, những người fan mà gọi là mình gọi là fan hâm mộ các thần tượng của mình, sau này khi họ nhấn cái tiền mà muốn gửi, họ cũng sẽ suy nghĩ và họ gửi đúng đắn hơn. Đó thì tôi toàn thấy những điều tích cực thôi. Tức là thông qua những cái chuyện nó xảy ra, tôi lại thấy những điều tích cực chứ tôi không thấy những điều tiêu cực. Bằng chứng là chúng tôi sống bằng cái nghề hoạt động xã hội nha, tôi không phải là làm chuyên từ thiện hoạt động xã hội 28 năm. Và từ lúc mà mình còn nghèo mà mình gọi là ăn khoai mì khoai lang cho tới giờ giàu có lên so với hồi xưa, thì cái việc từ thiện nó vẫn đổ vào hàng năm. Cho nên là có mở thì chợ vẫn đông, không mở chợ vẫn đông như ngày nào, anh đừng lo cái chuyện đấy. Và anh sẽ thấy thời gian sắp tới tôi làm bài bản hơn. Thứ nhất, trong việc làm từ thiện trong cuộc sống, mọi người cũng phải hình dung là đức
đứng trước một cái cơ hội, thấy một cái bóp tiền mở ra có thấy vài ngàn đô đúng không? Nếu mà tôi đi giờ cụ thể tôi thấy một cái bóp tiền mở ra có 3 4 ngàn đô, cái lương của tôi giờ cao lắm được 1,5 ngàn, lấy không lấy trả đem về cho vợ, chắc chắn trong đầu bất cứ người nào cũng vậy đó. Tuy nhiên thì giờ cái chuyện lấy hay không lấy đó là cái quyết định hoàn toàn cá nhân của người đấy, mình rất là khó mình đứng vô mình xem, bởi vì mình không nằm trong hoàn cảnh người ta, mình đang đứng ở bên phía mình đang nhìn cái vấn đề đấy đúng không? Và thậm chí bây giờ hiện tại như Thủy Tiên Trấn Thành hiện hiện nay là vẫn đang điều tra, tức là chưa có cái gì để nói lên rõ ràng hoàn toàn là vi phạm hay không vi phạm, cho nên là toàn là gọi là trên mạng là thông tin nói đi nói lại chúng ta nghe, và thường thường cái tâm lý chúng ta nghe cái gì tiêu cực á, ta nghe cái gì mà nó hơi sốc hay là chúng ta tò mò chúng ta muốn tìm hiểu, mà ta nhớ cái đó dài hơn cái đàng hoàng thông thường vậy đó. Cái đàng hoàng thì nhớ rất là lâu, nhưng mà cái gì mà nó không đàng hoàng, cái gì nó sốc sến là nghe là coi như là nhớ rất là dai. Thì trong đó cái trường hợp những nghệ sĩ nổi tiếng mà liên quan tới làm từ thiện thì mỗi người khi gặp cái trường hợp như Thủy Tiên, cái chuyện lấy hay không lấy giờ hỏi tôi là như vậy là như thế nào, câu trả lời cực kỳ khó, bởi vì chỉ người trong hoàn cảnh đó người ta mới biết. À, còn để mà nó rõ ràng hơn thì cần phải có một cái bằng chứng cụ thể thì cũng qua cơ quan điều tra thôi, chứ giờ mình bây giờ mình cũng không thể nào nói được người ta có vi phạm hay không vi phạm. À, thì đó là cái câu trả lời của tôi trước một vấn đề là chúng ta gặp một số tiền lớn. À, còn lòng tham của con người lấy hay không lấy nó cách nhau chỉ một cọng tóc mà thôi. Ta nói giữa ác quỷ và thiên thần cách nhau đúng cộng tóc. Hiện nay ở Việt Nam về mặt pháp lý đó có 5 cái loại mô hình mà chúng ta đều có thể lập được để chúng ta hoạt động từ thiện anh chị, tới 5 loại mô hình mà gọi pháp nhân á. Thứ nhất là quỹ, à, nãy tôi nói rồi quỹ từ thiện là quỹ xã hội, đó là một loại. Loại thứ hai là hội, anh chị có nghe là hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, hội bảo trợ người tiêu dùng. À, hội thì cũng là một cái mô hình, à, chỉ cần có 50 người cùng làm việc với nhau. À, và chúng ta có chữ ký, chúng ta lập một cái hội thì chúng ta cũng có thể lập thành một cái tổ chức từ thiện mang vai trò hội. Thứ ba là cơ sở bảo trợ xã hội, tức là những cái nơi nuôi dạy tập trung người cao tuổi, trẻ em nghèo, người bị nhiễm HIV, hay người khuyết tật, hay người tâm thần, nói chung là nuôi dạy tập trung những cái người nào đó mà người ta khó khăn cuộc sống, hay là những người bị bạo lực gia đình, thì chúng ta lập để xin giấy phép để lập cơ sở bảo trợ xã hội là ba. Cái thứ tư là hiện nay giống như trung tâm tương lai chúng tôi đang làm, nó kêu là trung tâm hoạt động về lĩnh vực khoa học công nghệ đó, thì học hoạt động theo luật khoa học công nghệ, thì chúng ta biết là khoa học công nghệ nó có khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, thì bên lĩnh vực của chúng tôi làm nó gọi là khoa học xã hội, tâm lý học, xã hội học, phát triển cộng đồng. Là loại hình thứ năm mà nhất nhà các anh chị ở ở Century Mexico mà muốn làm rất là dễ làm, đó là lập doanh nghiệp xã hội theo luật doanh nghiệp chương 10, nó có cho mình lập cái doanh nghiệp xã hội và mình cũng được quyền là hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện. Thì đây là 5 loại hình, bạn có thể nghiên cứu bất cứ loại hình nào, còn bạn nào muốn cứu sau muốn thành lập là có thể gửi email riêng, nó riêng tôi sẽ gửi cho cái công văn đó và chỉ luôn hướng dẫn cái cách làm một trong 5 cái loại đấy. Còn cái câu bạn hỏi nghĩa là nếu mới thành lập thì làm sao có uy tín đúng không, nếu mới thành lập làm sao có truyền thống, thì nó cũng giống như các doanh nghiệp các công ty mới thành lập thôi, làm sao giờ người ta thành lập, người ta đã hoạt động lâu rồi, giờ mình mới thành lập sao bán hàng được. Thì tổ chức từ thiện cũng vậy thôi, thì bạn sẽ có một cái chương trình nó bài bản, bạn tuyển dụng những cái người mà trước đây họ đã có kinh nghiệm làm rồi đúng không, họ làm tổ chức A giờ họ về mình phải vận động họ về họ làm cho tổ chức mình, thì đó là có kinh nghiệm chứ, cái tổ chức chưa có kinh nghiệm nhưng mà cái người này đã có kinh nghiệm. Ví dụ mời Trần Minh Hải về nè, 28 năm làm xã hội, mời tôi về tôi không lấy tiền lương đâu, tại vì tổ chức mới làm không lấy tiền lương nhưng mà tôi được cái danh, à ông Hải này ông tới ông hỗ trợ cố gắng cho tổ chức A này, ok. Mà trong xã hội rất nhiều người họ có cái chí hướng như tôi, tức là mình bằng cái miệng của mình, bằng uy tín mình vận động người ta tới giúp mình giai đoạn đầu, ta không lấy tiền nhưng mà sau này mình phát triển mạnh lên rồi người ta lấy tiền. À, đó là cái cách đó. Và như vậy mình cứ làm từng bước mỗi năm mình làm một hai hoạt động thứ như vậy, thì sau 3 năm thì các cái hoạt động của mình nó dày lên, và cứ từng năm nó dày lên thì lúc đó tổ chức mình trở thành một tổ chức có uy tín. Nên á, hồi hồi nãy mà khi anh nói cái nghị định mà năm 2008 á, cái nghị định đó họ chỉ khoanh tròn trong ba cái giúp đỡ nhé, giúp đỡ những người bị bão lụt, lũ lụt, ví dụ thiên tai miền Trung, rồi giúp đỡ những người bị tai nạn gọi là vấn đề về y tế, giúp đỡ những người khó khăn theo kiếp đột xuất,
tức là hoàn toàn nó nằm đó. Còn còn những cái chương trình dự án của mình mà nó dài hơi đó, nó mang tính phát triển đó, nó không có nằm trong thuộc cái nghị định đó. Nó khác chứ, ví dụ như là vừa rồi Thủy Tiên, Trấn Thành mọi người đang đang gây quỹ để hỗ người miền Trung thì hoàn toàn những cái người đấy là phải áp dụng theo cái nghị định 2008 đấy. Còn một số các tổ chức khác họ làm dự án như Trung tâm Tương Lai thì làm dự án 2 năm, 3 năm, 5 năm, cái dự án dài hơi phát triển thì nó không có nằm thuộc cái nghị định này, bởi vì nó thuộc cái giấy phép của cái tổ chức hay là cơ quan của mình. Ví dụ như là có một số tổ chức hay là tương lai của tôi dễ nói hơn nè, là nhà nước quy định là Trung tâm Tương Lai được quyền nhận nguồn tài trợ trong nước và ngoài nước để triển khai các hoạt động giúp đỡ trẻ em, đào tạo nâng cao năng lực. Đó, cái đó chính là cái bổ bối, cho nên là được nhận quyền tài trợ. Century Mexico có tài trợ tôi được quyền nhận, đúng không? Còn cái Thủy Tiên, Trấn Thành đồ là đang bị vướng là hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn bị bão lũ miền Trung thì đúng ngay cái nghị định 2008 đó. Thông thường như nãy tôi nói ở đoạn đầu đó, tức là cái tổ chức chúng ta mà chuyên làm về vấn đề từ thiện nhân đạo, tức là chúng ta đang hỗ trợ một giai đoạn ngắn, hay là những người nào hay bị trúng gió, hay bị gió, người ta gọi là sức cù là, sức dầu cù là, đúng không? Cái sức dầu gió nghĩa là sao? Tức là người ta đang gặp tai nạn giao thông và gia đình nghèo không có tiền để chữa bệnh, mà nếu không chữa bệnh có khi phải cưa chân. Như vậy chúng ta vận động thì chúng ta hỗ trợ tiền để giúp cho người ta, và lúc đó người ta khỏi cưa chân. Đó, như vậy là chúng ta đang hỗ trợ những người mà có hoàn cảnh ngặt nghèo, hay là chúng ta thấy những người bão lũ người ta mất hết nhà cửa và không có căn nhà, như vậy chúng ta sẽ hỗ trợ tôn hay hỗ trợ tiền 5 triệu 7 triệu gì đó để họ làm được căn nhà. Như vậy cái này cái kết quả cuối cùng là sao? Họ dựng được căn nhà và họ về họ ở, dù căn nhà đó có thể thấp hơn căn nhà trước đây, thấp tiền hơn hoặc là nhiều tiền hơn, nhưng mà có căn nhà thì về cái hiệu quả của cái này là căn nhà. Thì như vậy chúng ta thấy là làm từ thiện nhân đạo thì cái kết quả chúng ta thấy thường là bằng chứng, là mang tính vật chất, một căn nhà, một con lợn, một chiếc xe 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 lăn, hay là hỗ trợ một con bò, thì đó là từ thiện nhân đạo. Loại hình thứ hai nó khó hơn, nó đòi hỏi tay nghề, mà đây chính là tôi sống bằng cái nghề này, tức là làm công tác phát triển cộng đồng thì không bao giờ chỉ cho căn nhà mà đủ, không bao giờ chỉ cho con bò mà đủ. Thí dụ như là nếu mà làm công tác phát triển cộng đồng, nếu mà nhà đó nghèo mình muốn cho con bò thì mình phải dạy người ta cái cách chăn nuôi bò như thế nào, cách phối giống như thế nào để sau này con bò này nó sinh ra những con bò con, và sau này con bò con thì họ có con bò con, họ lấy con bò con thì con bò mà nuôi cho họ đó sẽ đưa qua cái hộ khác, tức là dạy cách câu cá nữa. Còn nếu từ thiện là chỉ cho con bò là hết. Tôi lấy ví dụ thứ hai mà tôi gặp rất là nhiều là học bổng, anh chị có thấy không, rất là nhiều tổ chức nhiều người hay trao học bổng. Thì bây giờ mình trao học bổng cũng có hai cách, là trao học bổng theo kiểu từ thiện hay là trao học bổng theo kiểu phát triển. Trao học bổng theo cách từ thiện là mình thấy em này nghèo, nó nói là gia đình nó không có tiền để học, rồi mình vận động ở Century Mexico, bạn nào đó tặng em này 1 triệu đồng, rồi tôi cầm cái 1 triệu đồng tôi đưa cho em này, nói rồi cái cô Huyền Anh là tặng con 1 triệu để con đóng học phí, rồi mình về. Còn nó cầm 1 triệu đồng đó, nó về rồi cha mẹ nó lấy trả nợ, cha mẹ lấy uống rượu hay nó không đóng mình đâu có biết, mình chỉ biết là trao nó 1 triệu đồng là xong, thì đó làm từ thiện. Còn nếu làm từ thiện mà phát triển là đi tới cái trường xem là em này đang thiếu gì, thiếu tiền học phí, thiếu tiền học thêm, thiếu dụng cụ học tập hay là thiếu xe đạp, và mình cùng với nó để đi ra mua xe đạp, đóng tiền học phí, mình lấy các cái biên lai like đấy, đúng không, có thể là 900, có thể 1,2 triệu, có thể 1,5 triệu, mình lưu lại văn phòng của mình đó, và mình theo dõi xem nhờ có xe đạp, nhờ có bộ dụng cụ học nghề, nhờ có đồng phục, nhờ có học phí thì nó học hết học kỳ 1 không, nó học hết học kỳ 2 không, và kết quả học tập như thế nào, thì đó là từ thiện mang tính phát triển. Còn từ thiện thần tế là chỉ cho xong rồi mình vui quá, mình sướng quá chạy được rồi, còn về mày làm gì kệ mày, tao chụp hình tao đăng Facebook là xong. Còn từ thiện phát triển là theo dõi sâu quá trình giúp, có tác động gì không, có giúp được đúng là nó hay không, thì gọi là từ thiện mang tính phát triển.